Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tin Hốt, một tướng công an nổi tiếng với biệt danh Phi Tê Bốc đã đột quỵ. Theo báo Nhà nước đưa tin thì vào ngày 16 tháng 4, ông Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nhập viện do đột quỵ. Hiện đang điều trị tại Nghệ An. Vào ngày 17 tháng 4, nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết hiện bệnh viện đang điều trị đột quỵ cho Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Được biết, hiện nay Thượng tướng Võ Trọng Việt vẫn đang được điều trị tích cực trong tình trạng bệnh nặng, chảy máu não. Chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vào Nghệ An để thăm khám, hội chuẩn, xác định phương án để điều trị tối ưu cho Thượng tướng Võ Trọng Việt. Hiện nay, ông Võ Trọng Việt đã 65 tuổi, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba. Bệnh đột quỵ là bệnh mà người trung niên trở đi gặp phải khá nhiều. Tuy nhiên, bệnh đột quỵ mà gắn với quan chức càng cao thì nguyên nhân của nó càng phức tạp. Bởi bệnh đột quỵ là loại bệnh người ta không thể lường trước được. Vì vậy, những trò đầu độc nhau ở chính trường Việt Nam đôi khi nó cũng mang màu sắc đột quỵ, không ai có thể khẳng định được. Và ngay đến như Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đó, ông cũng phải chết rất nhanh vì một loại virus lạ không thể xác định. Đây là hình ảnh ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Việt. Còn nhớ vào giữa tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cũng bị đột quỵ lần đầu tại Kiên Giang. Điều đáng nói là ông Trọng đã đột quỵ ngay nơi được gọi là sân nhà của đối thủ chính trị của mình. Chính điều đó đã làm người ta nghi ngờ về nguyên nhân ngã bệnh. Về triệu chứng thì nhà nước thông báo cho toàn dân là ông Trọng đột quỵ, nhưng giới thạo tin thì lại không tin lắm về nguyên nhân đó. Chính vì lẽ đó mà đến bây giờ người dân vẫn nửa tin nửa ngờ về lần ngã bệnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Và biệt danh Phi Tê Bốc có từ khi nào? Hồi tháng 6 năm 2018, ông Thượng tướng Võ Trọng Việt, lúc đó là thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14. Đột nhiên, ông nổi như cồn bằng phát biểu làm dậy sóng cộng đồng mạng lúc đó. Lúc đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện clip chỉ có 16 giây, ghi lại một phần rất nhỏ phát biểu của tướng Việt nhằm thuyết minh lần cuối cùng cho dự luật về an ninh mạng, trước khi các đại biểu Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu quyết định về số phận của dự luật này. Trong 16 giây ấy, người ta thấy tướng Việt cặm cụi đọc rõ to với nỗ lực gọi là phi thường và từng tuần tự bật ra chữ. Hiện nay, Google và BBT Box đang lưu giữ dữ liệu của cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Nếu quy định của luật này có hiệu lực thì doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Đây là hình ảnh câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Trọng Việt. Có một điểm đáng ngạc nhiên là dù cùng xem, cùng nghe clip vừa kể, những độc giả và các diễn đàn điện tử, người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ đã không thể đoán định được chính xác tướng Việt đề cập đến thứ gì. Có người bảo tướng Việt đề cập đến BBT Box. Người khác thì bảo rõ ràng họ nghe tướng Việt nhắc tới Pha Xê Bốc. Người khác nữa thì nói rằng không phải, đó là Phê Tê Bốc, là Túp Tê Bê Tê Bốc, vân vân. Ông tướng Ba Sao giờ đang là thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa 14, quả là tài. Chỉ nói một câu đã đủ khiến thiên hạ cãi nhau như mổ bò, mà vẫn không thể nhất trí với nhau rằng thực ra ông đã nói gì. Thực ra đó chính là Facebook, nhưng ông tướng Ba Sao ấy không biết tiếng Anh nên đã có sự phiên âm buồn cười đến như vậy. Và đột quỵ ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong các hàng ngũ quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây vào ngày 10 tháng 4, ông Lưu Văn An, quyền giám đốc Học viện Báo chí và Truyền hình, vừa qua đời vào lúc có 59 tuổi. Tin này được ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái xác nhận tin buồn trên báo chí của nhà nước. Ông Tuấn cho biết ông Lưu Văn An qua đời vào lúc 22 giờ đêm ngày 10 tháng 4 trong chuyến công tác tại thị xã Nghĩa Lộ.
Công an cùng đoàn công tác Học viện Báo chí Tuyên truyền đang đi khảo sát về tình hình đào tạo cao học tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Tối ngày 10 tháng 4, sau khi ăn tối với đoàn công tác, ông An về phòng nghỉ ngơi, sau đó sự cố xảy ra. Đến sáng ngày 11 tháng 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xác nhận thông tin kể trên. Ông Lưu Văn An là phó giáo sư tiến sĩ, sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Leningrad của Nga, chuyên ngành dân tộc học của năm 1988. Ông có thời gian làm tiến sĩ tại Đại học Saint Petersburg của Nga, chuyên ngành dân tộc học vào năm 1992 và thực tập sinh khoa học tại Đại học Saint Petersburg Nga, chuyên ngành dân tộc học vào năm 1997. Ông cũng từng công tác tại Viện Dân tộc học, sau đó về Học viện Báo chí và Tuyên truyền công tác từ năm 1999 đến nay. Trong thời gian công tác, ông đã từng là giảng viên khoa chính trị học, sau đó giữ chức phó trưởng khoa chính trị học. Từ năm 2012, ông giữ chức vụ phó giám đốc học viện này. Đây là hình ảnh vào ngày 10 tháng 4, ông phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Văn An, quyền giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đột quỵ và qua đời. Đến tháng 10 năm 2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã quyết định giao quyền giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho phó giáo sư, tiến sĩ Lưu Văn An. Với một quan chức nhỏ như ông Lưu Văn An thì có lẽ là bệnh đột quỵ thật. Với những quan chức nhỏ như vậy, khó mà ai có thể ra tay đầu độc để triệt hạ cho được. Chỉ cách nhau có một tuần, Việt Nam chứng kiến hai ca đột quỵ của hai quan chức nhà nước. Trong đó, một người đã chết và một người thì vẫn đang còn nằm trong bệnh viện hôn mê. Có thể ông Thượng tướng Võ Trọng Việt sẽ không thiệt mạng, nhưng để được chữa khỏi như ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể nói khó được như vậy. Thân thế của ông Thượng tướng Võ Trọng Việt cũng được tiết lộ. Được biết, ông Thượng tướng Võ Trọng Việt là anh trai của ông Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Có thể nói, gia đình anh em ông Võ Trọng Việt, Võ Trọng Hải là một nhóm lợi ích gia đình. Từ những mối quan hệ chân trung ương, ông Võ Trọng Việt đã tác động Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quyết định số 66 vào ngày 15 tháng 4, quyết định điều động chỉ định ông Võ Trọng Hải là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Trọng Việt sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 20 tuổi, ông đã nhập ngũ và trở thành lính trinh sát biên phòng, tức là cùng ngành với anh trai Võ Trọng Việt. Quá trình công tác, ông lần lượt giữ các chức vụ như đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phó chỉ huy trưởng rồi chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Tới tháng 8 năm 2018, ông được điều động bổ nhiệm làm trưởng ban nội chính của tỉnh ủy Hà Tĩnh. Và đến tháng 3 năm 2019, ông được Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Đây là hình ảnh ông Võ Trọng Hải, em trai ông Võ Trọng Việt. Đến tháng 6 năm 2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Còn ông Võ Trọng Việt thì sinh ngày 10 tháng 9 năm 1957 trong một gia đình nông dân ở cửa sông Làng Trung Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là anh cả của 6 đứa em Võ Trọng Hùng, là đại tá nguyên giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh và Võ Ngọc Sơn, giám đốc công ty đăng kiểm xe cơ giới Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải, thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, nguyên giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Hà Tĩnh. Võ Thị Hà là em gái là doanh nhân và Võ Thị Hiền em gái là công tác tại bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Võ Thị Hòa em gái công tác trong ngành bưu điện tỉnh Hà Tĩnh. Đấy là những vai mà ông Thượng tướng Võ Trọng Việt đã giúp đỡ cho người nhà. Đây là một lợi ích gia đình rất rõ ràng, chính những kiểu bố trí quyền lực cho người nhà mà Việt Nam cứ nghèo mãi và người dân không thể ngóc đầu lên được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2021 với bản tin Tin hốt một tướng công an nổi tiếng với biệt danh Phê Tê Bốc đã đột quỵ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.